Xuân Long này, nếu mà nhìn lại từ đầu năm đến nay thì tình hình bùng phát dịch bệnh trên các loại cây trồng có tăng nhiều so với năm ngoái không ạ? Vâng, theo đánh giá trong tháng 10 năm 2022 của ngành nông nghiệp, các loại sâu bệnh hại cây trồng đã giảm đáng kể với thiệt hại quy mô nhỏ so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2021, trên cây cà phê chè tại thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương, bò xích mũi gây hại mức độ nhẹ và trung bình hơn 2.054 ha, giảm 114,8 ha. Tại huyện Đơn Dương và huyện Đức Trọng, sâu keo mùa thu gây hại cây bắp 41,2 ha, nhiễm nặng 5,5 ha. Bệnh xoan lá virus gây hại cây cà chua 287,6 ha, 40 ha, nhiễm nặng. Giảm lần lượt là gần 196 ha và gần 15 ha. Trên diện tích cây điều toàn tỉnh, bò xích mũi gây hại hơn 3.382 ha, bệnh tháng thư gây hại hơn 3.246,5 ha, giảm lần lượt so với cùng kỳ năm 2021 là gần 327,4 hecta và 990 hecta. Nhìn chung khi phát hiện sâu bệnh trên từng loại cây trồng, các cơ quan chuyên môn trong ngành nông nghiệp Lâm Đồng đã thực hiện các biện pháp kiểm soát kịp thời, không để lây lan thành dịch bệnh thiệt hại lớn cho sản xuất.